Người có kinh nghiệm và ok, chắc học kinh nhìn nghiệm dễ khác hướng đúng dẫn một bài không? tôm màu không có nước chảy. Học cuốn anh Cái gì sao từ em trời ơi. Em là em dứt khoát luôn, em không có khái niệm về lại người yêu cũ. Ok nha mọi người, và để đỡ mất thời gian mình sẽ dẫn mọi người tôi luôn nha. Đó, hãy tô cho mình nha mọi người. Cái đầu này dâu, cái đầu này mình sẽ tô màu nâu nha. Ok nha mọi người. Về tôi à. Giờ tới rồi đấy. Hai người hai này quen rủ nhau uống thuốc rồi. Đến giờ uống thuốc Ok nha mọi người. Chưa anh thử rồi. Tôi thì anh Ok. Tiếp theo từ màu xanh lá nha. Đau đầu. Cái đen cần bố mẹ. Excuse. Em tắm đây. Tôi thì ok nha mọi người. Ok. Anh sắp lại đi chơi với người yêu rồi. Không làm gì cả. Chưa lương. Thế kêu. Ok nha mọi người. Vai riêng mà anh Đức là chơi vai riêng làm gì. Ok nha mọi người.
Để tôi đi ạ. Ngồi tô theo mình nhé, để bức tranh thật là đẹp. Ok nha. Ok, một cái tô đi nào. Ok nha mọi người. Mời cái tô đi ạ. Vào việc. Thì sang đây chị em mình giải sầu. Chị tay người ta khóc khóc. Đúng. Ok nha mọi người. Bây giờ chưa là cảm thấy là may mắn ấy. Sai lầm không? Ok nha mọi người và đi đây. Bây giờ mình đến đây kết thúc nhanh là tất cả mọi người. Nhưng tiếp theo mọi người like xem ký kênh cùng nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một chậu đùi gà nhá. Và để đỡ nhiệt thì tất cả mọi người thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô luôn cái bức tranh này nha. Ok. Được thôi. Một cam thích nhá. Nói nhiều rồi, đau họng quá. Ok nha. Ok. Ok nha mọi người. Ôi giời. Mọi người tô đi ạ. Thích. Thích. Sao mà nó bỏ
bỏ đi. Lúc cãi nhau nó bỏ đi, bây giờ chia tay rồi, bây giờ chia tay hẳn rồi ấy anh. Chia tay hẳn rồi nó quay lại. Nó không quay lại nhưng mà nó vẫn cứ qua nhà con này cơ, vẫn nhắn tin. Qua nhà chị. Nhắn tin cho con này cơ. Ý là cái thằng này nó cũng không dứt khoát ấy anh, thằng này kiểu chia tay xong nó không muốn dứt khoát, kiểu nó vẫn muốn dây dưa với con này nhưng nó không quay lại. Vấn đề biết đâu con này là người sai đúng không? Chị cũng muốn mới. Thì nó nhắn lại để cho con này nó còn nói quay lại. Ha. Sướng nhỉ. Trong ngủ với nhau lần cuối đi. Đủ bộ. Lần cuối xóa đi, xóa suốt đêm luôn. Không, sao chia tay cũng đáng. Cho nhau hạnh phúc luôn một hôm. Xong rồi sau là hạnh phúc thằng nào thằng mình lo, biết đâu sau đấy quay lại nhỉ. Biết đâu cái hôm sau à không cho thời đêm đang đêm lại suy nghĩ lại đấy, đôi khi như thế cũng tốt mà đúng không mọi người? Mọi người tôi đi, mọi người nghe hiểu chuyện mình kể không ạ? Đương nhiên không rồi, nhưng mọi người hãy hiểu sương sương cũng được. Ok nha mọi người. Mình đang làm chút việc nha mọi người, mọi người thông cảm ha. Ok. No. Sống tốt hơn với người mới. Đam mê. Nhớ. Đúng không? Ý là tệ vai. Tệ gì, cái này là người ta đang gọi là lưu luyến. Cơ bản là càng như thế càng không dứt được. Nhưng mà cơ bản là con này không muốn chia tay. Đúng rồi, đây là con này không muốn chia tay thôi. Con này mà muốn chia tay thì chốt luôn rồi. Đã bảo là biết đâu thằng kia nghĩ đúng không? Muốn cho con này có tình yêu mới tốt hơn. Trời. Đây là chuyện bình thường. Không phải chuyện bình thường, không thế là không được. Thằng này nó cũng muốn quay lại bỏ mẹ ra. Thì con kia khỏi giết đi đúng không? Thì con kia nó không. Thì đã bảo nó còn yêu mà. Bây giờ thằng này bỏ quay lại thì con kia có đồng ý không? Có. Thế chỉ chịu. Ok nha mọi người. Mỗi lý do chia tay là lý do tại mấy tranh nhân có thể nha. Ok. Đi 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 đúng rồi. Có những cái mà trong tình yêu mà người ta không còn người ta nói hết được với mình đâu. Trong cuộc người ta mới hiểu được cả hai người mới hiểu rõ nhất thôi. Chứ mình làm sao mà biết được. Giống như kiểu ở đây tôi với chị nhiều chuyện mãi nhưng mà làm sao mà không được biết được hết đúng không? Mọi người chỉ nghĩ đấy trẻ con. Đúng rồi anh Đức. Giờ ta muốn nhắn tin quay lại rồi rồi. Hay luôn. Cứu. Ok nha mọi người. Không em nghĩ là nói chỉ nói thế thôi. Kiểu kể khổ với con gái với nhau kể khổ thì kiểu gì để nói như thế. Đứa nào cũng thế rồi. Phải
đứa nào kể cổ với nhau cũng đều nói câu đấy cả thôi, còn có muốn hay không nếu ai biết được. Ok nha mọi người, ok tôi ạ. Thế thì em hãy kể trải nghiệm của em đợt trước bài khóc rên sạch ngay. Đúng không? À, đúng rồi. Có muốn hay không thì có người mới thì nó vẫn thế thôi, vẫn bỏ người cũ thôi, có cái gì đâu. Chuyện hết sức là bình thường. Chuyện hết sức là bình thường. Đúng rồi, nói lụy lụy cho có vậy. Và nói chung là nói lụy lụy cho có vậy chứ còn như em chả muốn quên. Được đây, anh không quên được đấy. Anh không quên được. Em bảo em có quên được đâu, chỉ là không yêu nữa thôi. Chứ nhiều cô em vẫn mời cả vào sinh nhật mà. Sinh nhật được cô vào luôn mà, đưa bánh kem luôn mà. Chuyện hết sức bình thường. Với em là chuyện hết sức bình thường. Anh ơi, có phải là nhắn này? Giờ tao muốn nhắn tin quay lại với đứa. Nhẹ thế nhỉ? Hả? Kiểu như tôi có vẻ thoải mái không nhỉ? Người yêu cũ vẫn đến vui vẻ bình thường. Vẫn đi sinh nhật. Ờ, đi sinh nhật mua quà rất bình thường. Nó ngồi uống rượu cả anh trai em luôn mà. Mới sinh nhật em luôn rồi anh. Anh biết à? Năm ngoái. Em nhớ em còn quay video lại luôn à. Lâu rồi, mấy tháng, 6 tháng này. Đưa đây 6 hay 7 tháng đấy. Em vừa cái giấy nhở? Vừa cái giấy nhở? Giấy nhở? Đức không nói gì à? Đức. Đâu? Em vừa cái giấy nhở? Đấy, bánh của nó mua luôn. Hôm nay em không mua bánh. Hôm sinh nhật em không mua bánh. Em ăn dĩa quán đấy thôi. Còn nó đến sau nó mua cả bánh các thứ mà. Nó bảo mình không biết tao thích gì. Kiểu hồi xưa em còn nói em thích cái gì cho nó biết đâu. Thôi đấy, em chỉ bảo em thích chơi game thôi. Thế nó mua luôn bánh. Trời, vào uống rượu các kiểu luôn mà, thoải mái mà. Mời nó đến. Đúng, em mời. Mời nó vẫn đến là hiểu đấy. Chắc có anh muốn quay lại. Không, em gặp nó suốt à? Và video mình đến đây kết thúc là tất cả những video mọi người like, xem nghĩ của nhé, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu các sơn móng tay nha. Các móng tay vừa làm móng xong nha. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tô luôn trên này nha. Và trước tiên thì mình sẽ đánh dấu nha, nhưng mà mình quên mất rồi, nhớ rồi nha. Và mình sẽ tô luôn nhé. Làm việc đi thì cái Tết còn lành. Ê, chính ra Hương giờ cũng nhà thì lại giảm bớt cây. Đi kênh giải xét gì đây. Ôi ha Hương ha. Giờ thế là giờ là biết lỗi của ai rồi đó. Nhắn tin cho con kia. Nó cùng lớp em mà, gặp em hoài luôn à, nói chuyện suốt. Tưởng rằng nào thế là chứng tỏ thằng đấy tính nó hiền mà, tính là lỗi còn được. Thằng kia tính hiền mà, kia tính là hiền, tính bình thường mà, có gì đâu. Thế chứng tỏ chỉ có ông kia thôi. Tại em gặp nó suốt mà, lúc mà đi cả quân sự cũng gặp nhà hoài luôn. Cùng lớp rồi. Đẹp trai. Được cái là tính cách cũng vui vẻ. Bảo sao năm trước nó cũng bảo làm CGV. Nó làm CGV, nó bảo sao em trên Linh cho nó à. Xong rồi nó sinh nhật em, nó còn banh tiền. Bảo sao có đợt nó bảo là nó đi làm ở CGV này. Đúng thật rồi, còn sai là, rồi. Em với nó là chơi từ một, nó muộn ở trong đấy. Có cả Hương Kiệt này, có Phanh Hương Kiệt này cũng ở đường đấy. Xong rồi Phanh này chúng ta cũng có yêu nhau. Trước cái thằng bạn thân em này, em có nghĩa là cũng chưa. Thằng bạn thân em cũng ở cái nhóm đấy. Thằng bạn thân em lại thích con Phanh, nhưng con Phanh cũng không thích. Thế xong rồi tự dưng Hương Kiệt lại tán Phanh, thế là hai thằng hiện thành một con. Kiểu ta không? Lâu chưa? Lâu rồi, năm kia ở từ năm cuối năm 2022 rồi. Đầu năm 2023. Chúng có mấy yêu nhau tháng 4 năm ngoái mà. Thế nên là đứa bạn em thôi. Ừ, đúng rồi. Cho bạn em cái gì em đổ cho bạn em phải biết được. Chứ thằng kia hiền mà, thằng kia hiền, tính thằng hiền. Thằng Nhật cũng hiền bỏ mẹ, thằng Nhật bản thân tôi, bà Tán Quay cũng hiền bỏ mẹ ra. Còn chẳng qua là con thằng Kiệt cũng chỉ con thôi. Không nghe. Khổ nạn, lúc bạn em là một lũ mê
trai của bạn mê. Ok mọi người. Anh chưa, anh hiểu không? Và tất cả con trai, con gái, chúng nó mà có bây giờ chúng nó sẽ chân tình đến hay chỉ đến lúc bạn cũng đẹp. Xong rồi chia tay ấy, quay ra đến chị, ôi trời ạ. Ok nha mọi người. Thành nhật trước tán Phương Anh này, chắc không tán được, thì bị Phương Anh mời cho ấy. Thành nhật Phương Anh nhắn tin cho mình hỏi đi Hồ Tây không. Xong ra nhìn thằng bé buồn trông được, xong rồi Phương Anh lại muốn Phương Anh lại tìm đến mình. Thế thôi, nói chung bảo con Phương Anh à, lỗi tại mày chứ chẳng lẽ ai đâu. Good. Ai nói thế được mà. Ê, trước đó cũng là bạn con người ấy, thì mà thôi. Tôi vẫn rất quý Phương Anh nha. Đó, nhưng mà thằng kia thì tính nó hiền thật chứ có gì đâu. Như vậy mà không phải vậy. Ê, nhưng mà thằng Kiệt á, nhiều gì nó cũng làm yên mà. Lần đấy tôi toàn nhờ nó đi làm hộ tôi. Tôi nịnh xoa. Phương Anh muốn quay lại quá. Thank you. Em thank you. Lỗi của con này không quay lại. Sao lại không quay lại được? Đã yêu thì phải lỗi cả hai thì sao lỗi một phía được. Con này nó muốn quay lại để chứ tụi. Quan trọng đến căn làm xử lý do cạnh nhau nữa chứ. Ồ, cơ bản là chẳng may lý do là con này đi chơi với trai thì bố nó cứ thế. Ý là quan không thế đâu ấy. Ý là ví dụ ấy, quan trọng là cả lý do cạnh nhau nữa chứ. Ok nha mọi người. Ok nha, với tôi đi ạ. Rồi đưa vào đây, tôi giải thích cho một con người kinh nghiệm tình trường. Tôi anh hôn luôn hả? Điên à, tôi nhường cho anh Đức luôn hả? Tôi nhường cho anh Đức. Anh biết tôi có lưng thương hả? Không sao, anh Đức cũng thích lên giường, giường anh Đức ngay trong này, tiện luôn. Hai người cũng được. Hai người cũng được. Anh chữa lành cho cả hai hả? Giải đánh vào buổi tối là khó thế. Ok nha mọi người. Thôi mời nó vào đây làm đi. Hương ơi. Gọi nó đây làm dần đi, còn tháng nữa mà. Giờ tôi còn chưa quay Free Fire được tí nào đây. Ok nha mọi người.
Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ gặp tất cả mọi người tô màu bức tranh một con slam méo và một tay ngọn lục. Đồ đấy, xin lời chào. Ai kêu chị xin gặp gái. Giờ hơi chật. Toàn ở đây mà. Thôi đây không? Một game thì tôi nha. Áo đẹp mà. Áo tỉnh hoa nha. Ai mua? Đã mua ớt thì nó có bạn mua đi mà. Trời này cũng lại phết đi nhỉ. Trời này cũng lại phết đi chị. Ê, ê. Áo cái gì mà mua nhỉ? Nhưng mà em cũng không mở bụng đâu. Em phải kéo quần cả. Mặc cái quần gập cao hoặc là mặc váy gập cao ấy. Ok nha mọi người, cái tôi đi nào. Chết giờ không đủ tên luôn. Bách khoa, sao nó cầm đấy vừa khó đi. Bách khoa ký hiệu là cái gì? Cái gì? Trường Bách khoa Hà Nội ký hiệu là cái gì? HUST à? Mình đã biết đường vào trường của Bách khoa rồi à, không đâu, thấy ôm ào tỏ lao quá. Ủa? Bách khoa đâu trời? Ok nha mọi người. Heavy has. Một cái tô đi ạ. Nên anh sắp vào phòng anh có biết không? Biết đi. À. Anh ngủ đi luôn không biết. Em ở đây hả là đây cũng biết. Hả? Hả lúc nào? Hả lúc nào? Ủa? Ở đây may thế con này. Thế mai là phải dậy sớm đi làm sao mà. Hey, hello, xin chào mọi người. Cao đẳng công nghệ Bách Khoa. Nó còn không lê bằng cái áo màu xanh giống như giải lau hôm bữa em mua. Giải lau hôm bữa em mua không hở hơn nhau. Ok nhưng mà cái áo đi, giải lau rồi, không mặc rồi đi. Chưa đến lúc. Thế y là xù như mực. Ok nha mọi người, mọi người tô đi ạ. Nói chung là gọi Phương Anh vào đây. Phương ơi, rủ vào đây. Muốn gì thì cứ vào đây. Tôi đi xin lỗi thằng kia cho mà. Thật lý. Ê, kêu mọi người tôi đi ạ. Cách để dù người ta vào đơn giản. Ok nha mọi người. Vẫn là bẩn thế nào. Xin lỗi.
còn Quý thì đánh buổi chiều nhưng buổi tối không đi được. Thôi thôi giải này bỏ rồi, không ăn được rồi. Đấy, con giải ta quốc này đánh không đêm nay. Ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Alo ạ. Ok, mọi người tô đi nào. Bây giờ tầm với chị nhớ có thể. Vâng, anh vào anh gửi sảnh ngôn giúp em được không ạ? Sẽ anh chuyển khoản. Không ạ. Phòng 2805 ạ. Vâng. Ok nha. Ok nha mọi người, tôi đi ạ. Rủ vào đây. Hương. Ok nha mọi người. Đây nha. Thịnh. Ờ Thịnh chẳng có gì chứng minh là người chứng minh hết trơn á. Giấy báo nhập học không có, sử dụng viên không có. Không có ảnh gì luôn. Ok, mà bây giờ mình đến cái lúc nào là tất cả mọi người tiếp theo mình lại xem gì kết.